Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Meme Studio. Như anh em vẫn còn nhớ thì trước đây tụi mình đã cho ra mắt một video giới thiệu về những hero dễ chơi, dễ trúng thưởng nhất trong Dota 2. Và như các cụ thường nói thì món ngon nhớ lâu mà đòn đau thì nhớ đời. Trong danh sách những vị tướng càng chơi càng quạo mà Meme sắp sửa giới thiệu các bạn tới đây sẽ có những cái tên mà thậm chí đến cả những dân chơi ngang tầm thách đấu bên Liên Minh Huyền Diệu hay đạt top thế giới trên bảng xếp hạng cũng chưa chắc thông thạo được đồ chơi của chúng một cách hoàn hảo đâu. Vậy thì những hero đó là ai và tại sao chúng lại được mệnh danh khó nhằn đến như vậy? Tất cả sẽ được lần lượt vén màn trong video ngày hôm nay nhé. Earth Spirit. Cái tên đầu tiên có mặt trong danh sách là một gương mặt vàng của làng hắt hủi. Ebola Spirit, Imba Spirit, Nerf Spirit. Đây đều là những cái tên được người chơi yêu ái đặt cho vị thạch thần này khi mà bản thân anh đã trải qua trên dưới 10 cú nerf, nhẹ có, nặng có, nhưng vẫn hoành hành ngang dọc khắp đấu trường Dota 2 chuyên nghiệp từ khi ra mắt. Bộ skill quá toàn diện ở vị trí support là thứ khiến cho Earth Spirit vừa khó chơi lại vừa cực kỳ hữu dụng cho trận đấu khi vừa sở hữu cả khả năng làm choáng, làm chậm lại còn có silence diện rộng cùng với độ cơ động tốt. Độ khó của Earth Spirit nằm ở chỗ, bạn chỉ có một lượng tượng đá Stone Remnant nhất định để combo với bộ kỹ năng của gã. Bên cạnh đó thì mỗi trường hợp khác nhau, bạn sẽ cần thi triển bộ combo hợp lý nhằm tối đa hóa lượng mana của gã khi kết hợp với lượng đá ít ỏi của mình. Dĩ nhiên, người chơi hero này cũng chỉ có hai loại. Một là combo múa skill gánh team ầm ầm. Hai là bộ cục tạ đúng nghĩa trong team mà thôi. Lời khuyên cho người chơi muốn thử chơi đá một lần cho biết đó là hãy học cách sử dụng Remnant ở đâu và khi nào một cách hợp lý nhất trước khi tham gia vào các trận đấu thật. Và để làm được điều này thì các bạn chỉ còn cách luyện tập thật nhiều mà thôi. Meepo. Một hero quá hoàn hảo cho vị trí siêu cấp khó chơi nhất nhì Dota 2 là đại diện cho kỹ năng micro đỉnh cấp của game MOBA nói chung và Dota 2 nói riêng. Để sử dụng tốt hero này, bạn có thể sẽ mất tới vài tuần, thậm chí là cả tháng để có thể nắm bắt được những điểm mạnh, điểm yếu cũng như cách cài đặt nhóm điều khiển phù hợp với lối chơi của mình. Nổi tiếng với thương hiệu lấy thịt đè người, nhìn chung để có thể chơi được hero này, bạn sẽ phải học cách điều khiển một lúc tối đa cả 5 con Meepo và giúp chúng combo chuẩn xác để hạ gục đối thủ trong combat. Chưa kể, với một combat hỗn loạn, chỉ cần một con Meepo nằm xuống là cả 4 người anh em còn lại của nó cũng sẽ lên bảng đếm số theo, mặc cho lũ còn lại không hề xuất hiện cho combat. Vậy nên ngoài thao tác tay nhanh nhạy để combo, người chơi còn phải có khả năng micro, chia sẻ hoặc tránh sát thương cho đàn Meepo của mình. Thế nhưng, kể khổ thì thôi, một khi đã thành thục được lối chơi của Meepo, bạn mới có thể cảm nhận được sự bá đạo của nó qua từng game đấu và nỗi ám ảnh mà nó mang lại. Nói thẳng ra thì không phải bỗng dưng mà Meepo là một trong những hero được ưa chuộng nhất bởi dân cày thuê trong Dota 2 đến như vậy. Bởi chỉ cần vượt qua giai đoạn khốn khổ và có cho mình những item cơ bản sau khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu, sức mạnh của Meepo sẽ vượt trội hơn so với mọi đối thủ, thậm chí là có thể 1 cân 5 một cách đúng nghĩa. Trong tay những người chơi pro, combo với Poof và Earthbite của Meepo sẽ tiêu diệt mọi con mồi mà nó nhìn thấy. Nếu có thêm những trang bị như Arcanim Scepter, Blink Dagger hay gậy Hex thì lúc này bạn nên sớm buông tay đầu hàng là hơn nếu như team bạn không có những hero gây sát thương diện rộng như Lich hay Earthshaker. Là chúa tể của rừng xanh, Chen khá giống Meepo khi yêu cầu kỹ năng micro cực tốt ở người sử dụng. Và cũng tương tự Earth Spirit, Chen là một trong những hero xịn sò nhất ở vị trí support, đặc biệt ở giai đoạn đầu game. Là một hero rất được ưa chuộng trên đấu trường chuyên nghiệp, thế nhưng sự tồn tại của Chen với đa số dân chơi Dota ở những trận đánh thường là gần như vô hình bởi không phải ai cũng muốn chọn một vị tướng Nigger đã khó chơi lại còn xí chài đến như vậy. Với khả năng thu phục quái rừng ngay từ level 1, sức mạnh của Chen sẽ được phát huy hết mực nếu người chơi có khả năng điều khiển nhiều đơn vị cùng một lúc và phát huy tối đa sự trợ giúp của những con thú rừng vừa thu phục. Mỗi con quái vật trong rừng là có một kỹ năng riêng biệt. Điều khiển đội hình và sử dụng chúng như thế nào là cả một nghệ thuật với người dùng Chen. Ví dụ, tùy trường hợp mà bạn sẽ cần thu phục một con sói để farm rừng, một con centaur cho các cuộc giao tranh hoặc bắt lẻ sắp diễn ra, hoặc là một con chim để farm bãi stack hay quấy nhiễu đối phương một cách hiệu quả. Ngoài ra, Chen là vị tướng có xu hướng hỗ trợ đồng đội chứ không thuộc dạng dồn sát thương tiêu diệt đối thủ. Chen là một hero có lượng máu rất yếu, cộng với việc điều khiển nhiều đơn vị một lúc rất dễ khiến bạn bị rối loạn và trở thành miếng mồi ngon cho team đối phương.
Đó là chưa kể đến sức mạnh của anh chàng Niga này sẽ bị giảm dần theo thời gian của trận đấu, khi carry team địch bắt đầu có đồ và thú rừng của Chen thì không còn đủ sức uy hiếp địch nữa. Chính vì vậy, nếu bạn không giỏi khả năng này thì hãy tìm một support khác để học chơi nhé. Được biết đến với cái tên quả bóng Bebop, Io chính xác là một hero khá thú vị và bị ban nhiều nhất nhì trong các trận Dota chuyên nghiệp. Nói đến đây, hẳn là bạn cũng phần nào hiểu được tầm ảnh hưởng của nó tới cục diện trận đấu. Với bộ kỹ năng phải gọi là độc nhất vô nhị, được ví như một cái máy hồi sức cấp cứu khi vừa có thể hồi máu cho đồng đội, tấn công diện rộng gây khó dễ đối phương, lại còn có kỹ năng xe ôm bá đạo Relocate có thể đưa người chơi khác cùng Io tới một địa điểm được chỉ định trên bản đồ. Cùng với Relocate, Io có thể trở thành vị cứu tinh, đấng cứu thế cho cả đội khi khéo léo cứu sống được một người đồng đội quan trọng. Thế nhưng, cũng chỉ với một pha taxi lỡ chuyến hay là tele bừa, Io ngay lập tức cũng có thể trở thành tên tội đồ của cả trận và ăn report không kém gì một techie speaker. Đó là chưa kể đến việc Io là một hero thuộc dạng cần trang bị mới có thể mạnh được về late game. Thế nhưng với việc là một hero đa phần được chọn nhiều ở vị trí support 4, cái sự farm của Io cũng nghèo khó như khi người ta kiếm khẩu trang trong thời buổi này vậy. Nếu như không biết cách xoay sở hoặc điều tiết hợp lý lượng vàng của mình, Io có thể trở thành một cây ATM cho team địch một cách dễ dàng. Quán quân về độ khó trong Dota 2. Tượng đài này trước nay vẫn chưa ai có thể thay thế được. Cái tên thượng đẳng pháp sư Invoker. Quả thực, độ khó cực cao của hero này khiến cho sức mạnh của Invoker phụ thuộc vào kỹ năng của người chơi hơn là bản thân hero. Là một pháp sư toàn năng với 10 kỹ năng khác nhau nhưng hiệu quả thì cực kỳ đa dạng. Khi vừa có khả năng dồn sát thương, vừa có thể buff cho đồng đội hay trở nên tàng hình, lại còn có những kỹ năng giúp đẩy nhà và đép nhà tốt. Việc cần cực nhiều thao tác và kỹ năng xử lý chỉ gói gọn trong 5 ngón tay đã khiến Invoker không chỉ là hero khó chơi nhất trong game mà còn cực kỳ đáng chơi trong Dota 2. Nhiều người cho là Invoker hoàn toàn không khó chơi và chỉ cần thao tác tay nhanh một tí là có thể điều khiển hero này một cách chủ động. Điều này không hẳn là sai, nhưng nên nhớ khoảng cách từ việc biết chơi cho tới khi thành thạo là rất lớn. Khá nhiều người biết mix skill để combo Invoker nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng một cách hợp lý. Chính vì vậy, Invoker luôn được xếp vào một trong những hero khó chơi nhất Dota 2, đặc biệt là về các newbie. Là vị tướng sở hữu cho mình số lượng skill lớn nhất Dota 2, người chơi sẽ phải mix 3 quả cầu nguyên tố của Invoker, bao gồm Wex, Quartz và Azot, để tạo nên những kỹ năng khác nhau thông qua liều lượng các loại cầu phép để trộn ra 10 loại phép thuật khác nhau. Chưa kể, việc sử dụng cầu như thế nào cũng ảnh hưởng khá nhiều đến lối chơi của vị tướng này. Quartz sẽ giúp Invoker tăng tốc độ regen, Wex sẽ tăng tốc di chuyển và đánh tay, trong khi Azot sẽ mang lại cho vị tướng này lượng sát thương cực lớn. Giống với Meepo, Invoker cũng đòi hỏi thao tác tay cực nhanh khi người chơi phải liên tục sử dụng các phím Q, W, E, R, D, F để tạo nên những combo lợi hại, bên cạnh việc học thuộc lòng các công thức của skill nữa. Để sử dụng những kỹ năng này một cách hợp lý và chính xác trong combat cũng là điều không hề đơn giản. Dẫu vậy, bất chấp độ khó khủng bố của vị tướng này, Invoker vẫn luôn nằm trong top 10 những hero được lựa chọn nhiều nhất khi cộng đồng không ngừng sáng tạo và đưa tiềm năng của gã pháp sư điển trai này lên một tầm cao mới và ngày càng bá đạo hơn. Ok, như vậy là 5 gương mặt vàng trong làng khó chơi đã được Meme Studio điểm qua đầy đủ rồi đấy. Dẫu vậy, cũng phải thành thật với các bạn là Dota 2 không chỉ có nhiều đời hero được gọi là khó đâu. Và nếu anh em có hứng thú với các phần tiếp theo trong danh sách những hero cũng được gọi là khó chơi, khó trúng, thì comment bên dưới phần bình luận cho tụi mình biết về nhé. Video của tụi mình xin được tạm kết tại đây và đừng quên like, share và subscribe cho Meme Studio bởi vì nó free nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em cho các video tiếp theo.